Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá tối muộn ngày hôm nay 21 tháng 11 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Các bạn thân mến, trong nội dung đầu tiên này thì xin các bạn đến với phần cập nhật kết quả trận đấu giữa Philippines và Indonesia. Tại nội dung thứ hai thì mời các bạn đến với thông tin câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có biến lớn và ông Phôn Kinh đứng trước cơ hội là tái ngộ với câu lạc bộ này tại V-League. Cuối cùng thì mời các bạn đến với thông tin là sau câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì đến câu lạc bộ Viettel đổi tên. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, thầy trò ông Shin Tae-yong thực sự là đang rất cần 3 điểm để lấy lại tinh thần sau trận thua ngày giao quân với tỷ số 1-5 trước đội tuyển Iraq. Tuy vậy thì trước một Philippines không được đánh giá quá cao, đoàn quân của ông Shin Tae-yong được dự báo là hướng đến một chiến thắng và chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công thường thấy tại sân vận động Memorial của Philippines. Bên kia trên tuyến thì Philippines được đánh giá là đội lót đường tại bảng F. Đoàn quân của ông Michael West vừa nhận thất bại 0-2 trong ngày giao quân trước Việt Nam. Dù vậy thì khó khăn mà Philippines tạo ra cho đội bóng áo đỏ là không phải ít. Họ với nhiều cầu thủ có thể hình tốt đã gây sức ép lớn cho đội tuyển Việt Nam ở hai cánh và họ cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều thất bại ở khâu dứt điểm. Với điểm tựa tại sân nhà thì Philippines tự tin gây khó khăn cho Indonesia, thậm chí là họ đặt mục tiêu là có 3 điểm. Và thực sự là đội chủ nhà đã gây bất ngờ khi thi đấu đôi công với Indonesia ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Philippines mới là những người tạo ra nhiều tình huống tấn công hơn. Phút thứ 24, từ tình huống lỏng lẻo đến từ hàng phòng ngự của Indonesia, các cầu thủ chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chọc khe của Ingreso thì Rochelle đã tung ra cú dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành Ari. Sau khi có bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép lên khung thành của Indonesia nhưng không thành công. Trong thế bế tắc thì Indonesia cũng đã có cú sút ở phút thứ 32 nhưng bóng đi thiếu chính xác. Sang hiệp 2, Indonesia lấy lại thế trận và tổ chức tấn công nhiều hơn. Sau mọi nỗ lực, đoàn quân áo đỏ đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của số 18 Cambodia đi bóng qua 3 cầu thủ của đối phương trước khi tung ra đường chuyền vô cùng thuận lợi cho đồng đội. Ramdani đã nhận bóng và bình tĩnh tung ra cú sút hiểm đánh bại thủ thành Philippines. Những phút sau đó, Indonesia tấn công dồn dập đến khung thành của Philippines. Phút 72, Wetan Suleiman đã bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn giúp cho Indonesia vừa đến dẫn trước khi ở cận khung thành của Philippines. Trận hòa này khiến cho Indonesia ngày càng khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng 3 khi sau 2 trận họ mới chỉ có 1 điểm. Chuyển sang thông tin tiếp theo, các bạn thân mến, sáng ngày 21 tháng 11 thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt nhà tài trợ mới. Một điều khá ngạc nhiên là trong buổi ra mắt này thì ông Vũ Tiến Thành không xuất hiện. Đây được coi là giọt nước làm tràn ly về mối quan hệ giữa hai bên sau những bất đồng thời gian qua. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vũ Tiến Thành sẽ không còn hợp tác với nhau trong thời gian tới. Hiện thì lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực tìm kiếm huấn luyện viên mới ngồi vào ghế nóng của đội bóng này. Chủ tịch câu lạc bộ đang tích cực tìm kiếm và nếu sớm nhất sẽ công bố trong chiều 21 tháng 11. Nguồn huấn luyện viên cả nội lẫn ngoại đều đủ và cũng không loại trừ khả năng ông Phôn Kinh, nguồn tin cho biết. Trong khi đó thì ông Vũ Tiến Thành đến với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ cuối mùa giải 2022 để thay thế cho huấn luyện viên Trương Việt Hoàng khi đội bóng này đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Đưa đội trụ hạng thành công ở mùa bóng 2022, ông Vũ Tiến Thành sau đó đặt mục tiêu vào top 3 ở V-League 2023, nhưng phải đến vòng cuối thì đội bóng của ông mới trụ hạng thành công. Ở mùa bóng mới năm nay, ông Vũ Tiến Thành đưa ra chỉ tiêu là vào top 5 cho các học trò, dù lực lượng của đội bóng không phải là mạnh. Với giới chuyên môn thì thầy trò ông Vũ Tiến Thành bị liệt vào nhóm ứng viên xuống hạng. Và sau 3 trận đã đấu, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là có 4 điểm, tạm xếp thứ 7 trên 14 đội dự giải. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây thì Bộ Quốc phòng đã chính thức đồng ý đổi tên câu lạc bộ bóng đá Viettel thành Thể công Viettel FC ngay trong mùa giải năm nay. Và đây là một tin không thể vui hơn với người hâm mộ từng yêu mến câu lạc bộ Thể công, một cái tên lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam. Ngày 21 tháng 11 thì quyết định đổi tên câu lạc bộ Viettel thành Thể công Viettel FC đã được công bố chính thức. Bộ Quốc phòng đồng ý với đề xuất này với cái tên Thể công sẽ trở lại ở mùa giải năm nay. Trong quá khứ thì Thể công như đã biết là một trong những đội giàu thành tích bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Họ từng vô địch siêu cúp Việt Nam năm 1999, vô địch giải quốc gia
1981-1982, 82-83, 87-90 và 1998. Từ năm 2005, Thể Công được chuyển từ Cục Quân huấn sang Viettel để phù hợp với xu thế bóng đá chuyên nghiệp. Năm 2005 cho đến nay, dù Thể Công mang tên Thể Công Viettel hay là Viettel thì mô hình hoạt động vẫn không hề thay đổi. Năm 2009, Thể Công đổi tên thành Viettel. Phiên hiệu Thể Công được chuyển về Trung tâm Thể thao Quân đội quản lý và có phân bổ biên chế phụ trách chờ ngày trở lại. Viettel sau đó chuyển xuất chơi chuyên nghiệp cho Thanh Hóa. Một thời gian dài thì Viettel chỉ còn chú trọng vào việc đào tạo trẻ. Tuy nhiên, giải hạng nhất quốc gia 2018, Viettel đã giành chức vô địch và giành vé lên chơi tại V-League 2019. Một mùa sau đó, họ giành chức vô địch V-League 2020 và cũng từ đó thì người yêu mến đội bóng quân đội này lại được sống lại giấc mơ tái hồi phiên hiệu Thể Công. Sau thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng giấc mơ đó cũng thành hiện thực với việc đổi tên Thể Công thành Thể Công Viettel. Lãnh đạo đội bóng này hy vọng là sẽ được khán giả đón nhận cũng như các khán đài sẽ được phủ kín mỗi khi sân Hàng Đẫy sáng đèn. Tại buổi lễ xuất quân đầu mùa giải năm nay thì Giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel Đại tá Đỗ Mạnh Dũng khẳng định: mục tiêu của Viettel là top 3, cạnh tranh ngôi vô địch tại V-League và vào chung kết cúp quốc gia. Trong khi đó thì Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng đặt kỳ vọng rất lớn vào đội bóng. Mùa giải năm nay sẽ có nhiều dấu mốc đặc biệt. Chúng ta kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 35 năm thành lập Tập đoàn Viettel. Và đây là những dấu mốc để thôi thúc đội bóng của chúng ta đạt những thành tích tốt hơn, quyết tâm cao hơn nữa. Mùa giải năm nay, Trung tâm Thể thao Viettel cũng trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thể thao Viettel. Đây cũng là cơ hội để cho chúng ta chuyển mình và chuyên nghiệp hơn nữa, luôn đặt mục tiêu cao để phấn đấu. Và đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm kỳ vọng của quân đội, tập đoàn dành cho từng cầu thủ Viettel, ông Tào Đức Thắng chia sẻ. Các bạn thân mến, sau khi chia tay câu lạc bộ Hà Tĩnh trước thềm mùa giải 2023-2024, hậu vệ Việt kiều Phạm Thanh Tiệp đã quyết định trở lại Slovakia để tiếp tục niềm đam mê bóng đá của mình với việc thử sức ở sân chơi Busan. Phạm Thanh Tiệp là không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1996, sinh ra tại Slovakia, trưởng thành từ loạt đào tạo của câu lạc bộ Banik. Từ lúc 12 tuổi, cầu thủ này từng thi đấu cho đội bóng của Slovakia ở mùa giải 2017. Hậu vệ Việt kiều này từng có quãng thời gian chơi bóng ở V-League. Trước khi khoác áo Hà Tĩnh ở mùa giải 2023, Thanh Tiệp thi đấu cho Đà Nẵng ở V-League 2019. Dẫu vậy thì dấu ấn mà hậu vệ Việt kiều này để lại ở những đội bóng mà anh trải qua là không nhiều. Thanh Tiệp chỉ ra sân đúng 2 trận cho Đà Nẵng tại mùa giải 2019. Trong khi đó, ở mùa giải 2023 vừa qua, Thanh Tiệp thậm chí còn không chơi phút nào cho Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Thành Công vẫn có những đánh giá tích cực về thái độ tập luyện cũng như là sự chuyên nghiệp của cầu thủ này. Điểm mạnh lớn nhất của Thanh Tiệp là nền tảng thể lực dồi dào và phong cách chơi bóng nhiệt huyết. Tuy nhiên thì ông Nguyễn Thành Công cũng thẳng thắn thừa nhận hậu vệ Việt kiều Slovakia khó có thể cạnh tranh với các đồng đội chơi cùng vị trí. Và sau khi mùa giải khép lại thì Thanh Tiệp đã chủ động đề đạt nguyện vọng xin thanh lý hợp đồng để trở về Slovakia vì lý do gia đình vào hồi tháng 8 vừa qua. Mới đây thì fanpage Việt Nam Football Score cho biết là cựu cầu thủ của Hà Tĩnh đã chuyển sang bộ môn Busan. Hậu vệ Việt kiều này có nhiều kỹ năng để thích nghi cũng như phù hợp với môn bóng đá trong nhà này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.